Hôm qua, cảnh sát bang California của Mỹ đã trả lại chiếc xe Ford cho chính chủ của nó sau khi bị thất lạc gần 28 năm. Và một điều ngạc nhiên là nó không đi đâu xa mà chỉ quanh quẩn ở bang California. Theo kênh truyền hình KSBW, đội tuần tra trên xa lộ đã tìm thấy chiếc Ford Mustang của chị Linda Elship nhờ vào số VIN của xe khi nó xuất hiện tại một gara ở quận Salinas, bang California. Thật là bất ngờ, sau 28 năm, tôi chưa bao giờ nghĩ là nó quay về với mình. Đây là một trường hợp hiếm hoi đối với một chiếc xe đã bị mất tích gần 3 thập kỷ. Biết đâu đó là điều kỳ diệu của mùa lễ Giáng sinh thì sao? Chúng tôi rất vui khi được trao trả lại cho cô ấy. Hiện cảnh sát đang điều tra tại sao chiếc xe lại xuất hiện ở gara đó. Chiếc Ford Mustang màu xanh lá cây đời 1967 là chiếc xe đầu tiên của Linda khi cô lên 17, nhưng đã bị mất một năm sau đó.